nam em tạm rời showbiz. Sau những ồn ào, Hoa Khôi nam em cho biết sẽ gác công việc ở làng giải trí, tập trung kiếm tiền. Tôi sẽ tập trung kiếm tiền. Chỉ cần có tiền, tự khắc mọi thứ tốt lên. Khi tìm được động lực sống, tôi sẽ quay lại showbiz một ngày không xa, nam em nói với ngôi sao. Hiện, người đẹp 28 tuổi đã khóa tài khoản Facebook có tích xanh mang tên Nguyễn Lệ Nam Em. Tài khoản TikTok hơn 1 triệu lượt theo dõi của cô cũng được chuyển về chế độ riêng tư, chỉ những người được phê duyệt mới có thể xem các nội dung trên kênh. Hôm 1 tháng 3, nam em bị phạt 37,5 triệu đồng do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc, tuy nhiên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó, cô vẫn thực hiện những buổi livestream. Tối ngày 16 tháng 3, khi đang livestream, cô bất ngờ tiến đến ban công, trèo ra ngoài và không quay vào nhà, khiến nhiều người xem hoang mang. Hành vi của nam em khiến khán giả bức xúc. Nhiều khán giả chỉ trích nam em vì cho rằng cô đi quá giới hạn trên mạng xã hội, lan truyền nội dung độc hại đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ và những người có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Một số ý kiến cho rằng đây là đoạn livestream chứa nội dung tiêu cực, độc hại cần được ngăn chặn và loại bỏ. Chiều ngày 9 tháng 4, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sau buổi làm việc với nam em vào sáng cùng ngày, đơn vị này phạt hành chính cô 10 triệu đồng vì cô tiếp tục có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang. Sở nói sẽ phối hợp các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Sở báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn tài khoản Facebook và TikTok Nguyễn Lệ Nam Em. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996. Cô đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, vào top 10 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, top 8 Miss Up 2016, top 10 Miss World Việt Nam 2022. Cô cao 1,72m, số đo 3 vòng 85, 60, 90cm. Người đẹp hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Ngoài việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, nam em còn theo đuổi đam mê ca hát. Gần đây, cô xuất hiện trong các show nhạc ở phòng trà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.